Cả châu Á ngỡ ngàng, lần đầu tiên trong lịch sử cầu lông nữ, Việt Nam đánh bại tay vợt hạng 5 thế giới. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, cách đây không lâu, cổ động viên Việt Nam đã vừa buồn vừa thương khi thấy hình ảnh tay vợt nữ số 1 Nguyễn Thùy Linh đi thi đấu ở nước ngoài mà phải lủi thủi một mình, không có huấn luyện viên, được chia sẻ rầm rộ khắp nơi trên mạng xã hội. Lúc đó, nhiều người cho rằng Thùy Linh rất giỏi, nhưng nếu mà có huấn luyện viên thì cô ấy sẽ làm được những điều phi thường hơn nữa. Và thật không ngờ rằng lời tiên tri ấy đã thành sự thật. Mới đây khi đồng hành cùng huấn luyện viên đội tuyển cầu lông quốc gia, ông Ngô Trung Dũng, Nguyễn Thùy Linh đã bất ngờ khiến cả Việt Nam tự hào, còn truyền thông quốc tế ngỡ ngàng không tin khi làm nên một kỳ tích chưa từng có. Đó là kỳ tích gì thì ngay bây giờ xin mời các bạn cùng mình tìm hiểu ngay nhé. Cụ thể là vừa qua, tay vợt nữ số 1 của Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh đã tạo nên một cơn địa chấn khi đánh bại tay vợt hạng 5 thế giới Carolina Marin tại vòng 1 China Master 2023, khiến cho báo chí quốc tế thi nhau đưa tin chúc mừng. Theo đó, bước vào giải đấu China Master 2023, Thùy Linh đặt rất nhiều quyết tâm vì đây là giải đấu thuộc hệ thống Super 750, quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới. Trong đó có cả sự góp mặt của top 3 tay vợt nữ mạnh nhất thế giới hiện tại là An Soo-young số 1 thế giới Hàn Quốc, Aken Yamaguchi số 2 thế giới Nhật Bản, Chen Yufei số 3 thế giới Trung Quốc. Tổng tiền thưởng của giải lên tới 1 triệu đô la Mỹ. Trong đó, nhà vô địch đơn nhận 80.500 đô la Mỹ. Nói như vậy để hiểu quy mô của giải này là lớn đến mức nào. Tuy nhiên, ngay ở vòng đấu đầu tiên, Thùy Linh đã đối mặt với một chướng ngại vật quá khó. Đó là phải chạm trán với tay vợt rất mạnh tới từ Tây Ban Nha. Hiện đang đứng hạng 5 thế giới là Carolina Marin. Tay vợt người Tây Ban Nha này giữ kỷ lục 3 lần vô địch thế giới vào các năm 2014, 2015 và 2018. Bên cạnh đó, Carolina còn từng giành huy chương vàng Olympic Rio 2016 tại Brazil. Đây cũng là ứng viên nặng ký bậc nhất cho chức vô địch China Master năm nay. Rất nhiều các dự đoán về một thất bại cho tay vợt người Việt Nam khi phải đối đầu với tay vợt top đầu thế giới. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không giống như những gì mà giới chuyên gia nhận định. Thùy Linh đã có một trận đấu ngược dòng vô cùng xuất sắc. Trong set đấu đầu tiên, Carolina Marin đã thể hiện được sự đẳng cấp của mình khi liên tục tung ra những pha tấn công khiến Thùy Linh vất vả chống đỡ và không bình tĩnh trong các pha tra giao và chấp nhận để thua với tỷ số 10-21. Sang đến set 2, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã dần lấy lại tinh thần cũng như sự tập trung để phòng ngự kiên cường và thắng kịch tính 21-19, qua đó cân bằng tỷ số trận đấu 1-1. Bước vào set 3 quyết định, cả hai tay vợt thi đấu giằng co, giành giật từng điểm số cho đến thời điểm tỷ số là 15-13. Thùy Linh đã có một chuỗi lên điểm thần tốc để kết thúc set với chiến thắng 21-15, qua đó giành chiến thắng chung cuộc. Sau chiến thắng quá bất ngờ của Thùy Linh, trang chủ cầu lông thế giới BWF gọi đây là chiến thắng sốc và ấn tượng với màn thể hiện của tay vợt hạng 22 thế giới của Việt Nam. Trên YouTube, video ghi lại toàn bộ màn thể hiện của Thùy Linh đã thu hút sự quan tâm của cổ động viên cầu lông khắp thế giới. Chứng kiến cô gái bé nhỏ quật ngã hạng 5 thế giới, cư dân mạng nước ngoài bình luận chúc mừng đầy hăng say như thế này đây. Chúc mừng Thùy Linh, vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến bạn đánh bại Carolina Marin theo cách mà bạn đã làm. Quá tuyệt Thùy Linh Việt Nam, điều này chứng tỏ rằng tiếng hét chói tai và ồn ào của cô ấy không ảnh hưởng gì đến lối chơi của bạn. Chiến thắng của bạn chắc chắn sẽ làm sứt mẻ cái tôi của cô ấy và giảm bớt tiếng la hét của cô ấy. Hy vọng bạn sẽ đánh bại cô ấy một lần nữa trong những cuộc gặp khác trong tương lai. Hoan hô Thùy Linh, màn trình diễn tuyệt vời, bạn đã đạt được tiến bộ tuyệt vời và hãy tiếp tục. Chúng tôi ở bên cạnh bạn, chúc mừng. Yêu em Thùy Linh Nguyễn, bạn thật tuyệt vời, thông minh, tự tin và xinh đẹp. Mạnh mẽ lên, chúng tôi luôn ở phía sau bạn. Đánh bại tay vợt hạng 5 thế giới, Thùy Linh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của mình trong sự nghiệp. Chắc chắn thứ hạng 22 thế giới của Thùy Linh sẽ được cải thiện sau giải đấu này. Sau trận đấu, Thùy Linh chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn Cầu lông Thế giới BWF. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đánh bại Marin. Marin tấn công rất nhiều nên tôi xác định phải chơi phòng ngự, kiên nhẫn và cố gắng theo kịp tốc độ của đối thủ. Về phần mình, Carolina Marin thừa nhận đẳng cấp của Thùy Linh. Tôi thất vọng khi không thể kiểm soát được bản thân. Tôi nghĩ Thùy Linh chơi hay hơn tôi nhiều và mắc ít lỗi. Cô ấy di chuyển liên tục còn tôi cảm thấy không khỏe hôm nay. Đánh bại Marin được xem là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp tay vợt sinh năm 1997. Trước đó, Thùy Linh từng thắng các tay vợt hàng đầu như Maichuleli, Canada thứ 23 thế giới, Gregoria Mariska Tunjang, Indonesia thứ 7 thế giới,
Chiến thắng gây sốc trước số 5 thế giới Carolina Marin như tiếp thêm niềm tự tin cho Thùy Linh. Ngay sau đó, Thùy Linh đã chạm trán với tay vợt người Đan Mạch Lihormark Kajerfeld, hiện đang xếp hạng 20 thế giới. Dù đối thủ đứng trên 2 bậc, tay vợt của Việt Nam vẫn thi đấu bản lĩnh, phát huy hiệu quả ở những thời điểm quyết định và có thêm một chút may mắn để kết thúc trận đấu sau 37 phút. Qua đó ghi tên mình vào tứ kết giải China Master. Quá tự hào và xúc động chính là cảm xúc của cổ động viên Việt Nam lúc này. Nhiều người đã để lại comment để chúc mừng cho thành công của Linh. Mong một ngày em sẽ là số 1 thế giới. Mới tham dự lần đầu mà đánh thắng vô địch thế giới 3 lần, nghe cũng ảo diệu. Chúc mừng Thùy Linh, hy vọng chiến thắng này là bước đệm để em vững tin khi đối đầu với các tay vợt top đầu thế giới trong tương lai. Mong rằng giải đấu nào em tham gia cũng có được sự ủng hộ, đồng hành của huấn luyện viên như giải này. Tôi có theo dõi vài giải quốc tế gần đây Thùy Linh tham gia. Thực sự phải nói Linh đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt ở khâu thể lực và tâm lý. Trước đây hai yếu tố này luôn là điểm yếu của Linh khi đối đầu với các tay vợt top đầu thế giới, nhưng nay đã cải thiện rõ rệt. Với phong độ như hiện tại, tôi tin top 10 thế giới sẽ không còn xa đối với Linh. Chúc em đạt thành tích cao ở giải China Master. Nghị lực, ý chí và thi đấu kiên cường cống hiến. Chúc mừng cháu thi đấu ngày một thành công và thăng hoa hơn nữa. Các bạn thấy đó, sau kỷ nguyên Tiến Minh, cầu lông Việt Nam đã tìm được một chuyên nhân để thay thế. Vượt qua những khó khăn của quá khứ và hiện tại, Thùy Linh đang trở thành gương mặt chú ý nhất. Sức hút và tầm ảnh hưởng của Thùy Linh trong môn cầu lông giờ đây đã vượt ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một đám đông nào cổ vũ cầu lông cuồng nhiệt đến như vậy. Đó là nhận định từ các bình luận viên thuộc kênh truyền hình của Liên đoàn Cầu lông Thế giới BWF khi họ chứng kiến Thùy Linh thi đấu tại Phần Lan. Nguyễn Thùy Linh như một cơn lốc là một tài năng trăm năm có một của cầu lông Việt Nam. Vì thế thật đáng tiếc nếu Việt Nam không hết mình tạo mọi cơ hội và điều kiện để cho Thùy Linh tỏa sáng. Thùy Linh sinh ra ở Phú Thọ, đang là tay vợt nữ số 1 Việt Nam, số 6 Đông Nam Á và 17 châu Á. Trong năm 2023, cô đã vô địch Việt Nam mở rộng và Việt Nam International Challenge, về nhì Thái Lan International Challenge và tứ kết giải Canada mở rộng, Mỹ mở rộng, Phần Lan mở rộng. Trên bảng thứ bậc tranh vé dự Olympic Paris 2024, Thùy Linh hiện đứng thứ 15 và nhiều khả năng đoạt mục tiêu nếu giữ phong độ. Trận đấu quan trọng với hạng 5 thế giới, rất mừng là Thùy Linh đã đi cùng huấn luyện viên và tạo ra một khác biệt lớn, giúp Thùy Linh lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh chiến thuật ở set 2, set 3. Thắng một trong những tay vợt giao thành tích nhất và cũng giữ kỷ lục về số lần vô địch thế giới thì không phải đơn giản chút nào. Mà cô gái nhỏ của chúng ta cũng đã làm được thì mình tin rằng không gì là không thể. Hy vọng Việt Nam đầu tư nhiều hơn cho cầu lông, môn thế mạnh của người châu Á, và đầu tư tâm trí lực nhiều hơn cho Nguyễn Thùy Linh. Chúng ta cũng hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho Thùy Linh. Hy vọng rằng Thùy Linh sẽ giữ vững phong độ, thi đấu thật tốt và mang về niềm vinh quang cho Việt Nam. Còn các bạn có quan điểm ra sao? Hãy bình luận bên dưới nhé! Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé! Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!